chúng ta sẽ đến phần dịch đoạn văn hướng dẫn trả lời câu hỏi của chủ đề chiku e ngày của trái đất đầu tiên chúng ta sẽ và đọc và dịch từng câu văn trong đoạn văn nhé Mềm nhân sau ra ý dịp iri chiku na điểm đà hàng năm vào ngày 22 tháng bốn là ngày của trái đất chiku e nai de chiku 왕경 오년 원제를 생각하게 생각하는 자연 보호자들이 nhân chào ông bố cha Ngay của trái đất là ngay được các nhà bảo hộ tự nhiên tạo ra. Họ suy nghĩ vấn đề ô nhiễm môi trường của trái đất một cách nghiêm túc. Chōi 가게는 내일 4월 sau 20 yên chỉ 비닌 봉투 없는 난 캠페인을 합니다. 그 한거 tôi Vào ngày mai, ngày 22 tháng 4, cửa hàng của chúng tôi sẽ tổ chức chiến dịch Ngày không có túi ni lông để chào đón ngày của cha đất. Chói khá ghê cho nên, để chi mặc chia dọa pinin ninh phòng thủ chế công hát chi <laughs> ảnh nên đi. Sau kể, trong tư kỳ nền, Trang và đều chuẩn bị he chút Cửa hàng của chúng tôi ngày mai sẽ không cung cấp túi ni lông. Để chào đón ngày của trái đất thì ngày mai cửa hàng của chúng tôi sẽ không cung cấp túi ni lông. Uh, yêu cầu quý khách hãy chuẩn bị trước uh, giỏ mua hàng. ta vào câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, ý bọn. Chị quê nả đề ổn em nhau mùa xuân năng Ngày của trái đất là khi nào và là ngày gì? Chị quê nả đề mẹ nhân xã quân ý xịp ý đề nhờ. Chị quê hoàng dòng ổn xem các hợp Xem các hợp hồ trả mang tư Ngày của trái đất là ngày 22 tháng 4 hàng năm là ngày các nhà bảo hộ môi trường tự nhiên tạo ra. Họ là những người suy nghĩ một cách nghiêm túc vấn đề ô nhiễm môi trường của toàn cầu. Ivan, Ika cần đến một tuần campaignham để các ngày mai cửa hàng này sẽ tổ chức chiến dịch gì? Vì nên phong thu ấm lên, ngày các ngày mai cửa hàng này sẽ tổ chức chiến dịch gì? Vì nên phong thu ấm lên, ngày campaignham được các Cửa hàng đó tổ chức chiến dịch ngày không túi nhựa. Sam bon. Sang 21일에 이 가게에서 제공하지 않는 것을 무엇입니까? Cửa hàng này không cung cấp cái gì vào ngày 22 tháng 4. Pinin phong thui mịt cả. Cửa hàng sẽ không cung cấp túi nhựa vào ngày 22 tháng 4. 사번 사월 이십이일에 이 가게 문건은 사러 간데 준비해야 할 것은 무엇입니까? nên chuẩn bị gì khi đến cửa hàng này mua đồ vào ngày h a m i hai tháng tư? Chang p a r u n i 입니다 nên chuẩn bị rõ đi chợ vào ngày h a m i hai tháng tư. 오번왜 Pinin Bongtu 대신

không chỉ tạo ra các chất độc hại khi đốt mà còn phải mất hàng trăm năm mới có thể khoan quỷ ngay cả khi chúng ta cho rằng đã chôn các túi nhựa này xuống dưới đất rồi. Dục Yukbon, 4월 22일에 이 가게 장바구니를 가져가면 좋은 점을 무엇입니까? ưu điểm của việc mang giỏ mua hàng đến cửa hàng này vào ngày 22 mươi tháng 4 là gì? Petronel Pulapakton suy sụp có thể nhận lại 100 won. Chipol, bì nilê tăng mê melip hàm phân bao Túi nhựa nếu chôn dưới đất thì bao lâu mới phân hủy? Mit phấn linh của hầm này ta người ta nói rằng phải mất đến vài trăm năm yeah. vậy là chúng ta đã xong phần luyện dịch đoạn văn và trả lời câu hỏi bằng tiếng hàn và kể cả bằng dịch tiếng việt vì của các bạn bây giờ là chúng ta sẽ xem lại nội dung và chúng ta có thể ngoài những cách mà mai phan gửi cho các bạn thì các bạn có thể tự chọn ra cách trả lời của riêng mình sau đó các bạn sẽ quay lại phần video phía trước đó để các bạn nghe lại giọng đọc của người hàng và nghe phần câu hỏi do giọng đọc của người hàng đọc và tập trả lời. Chúc các bạn học tốt nhé!